Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, giúp chúng ta giải tỏa trong những thời gian rảnh rỗi, không cổ vũ cho bất cứ hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì mình lại là Robert đây và vẫn là mình và mãi là mình, vậy là kênh của mình mà. Ok. Thì hôm nay chúng ta lại quay trở lại video về Free Fire. Và trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì anh em ơi, tham gia vào group Ruby Family của mình để có thể nhận được chiếc gói ôm. Đây anh em có thể chiếc gói ôm Ruby TV màu hồng mà mình đã để bên đó, tại vì nó xa quá. Với lại mình cũng làm biếng lấy nữa anh em ạ. Anh em hãy nhớ tham gia nha. Và công bố kết quả sẽ là vào ngày 1 tháng 2 các anh em nha. Đầu tháng 2 là mình sẽ công bố kết quả nha. Anh em hãy nhớ tham gia cho nhanh nha. Đó, còn cách thức tham gia hay là các bạn cách thức để tính số điểm như thế nào thì anh em hãy nhớ tham gia vào group của mình để có thể đọc những cái bài chi tiết mà mình đã gắn ở phần đáng chú ý nha anh em ơi. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với video ngày hôm nay. Thì anh em có thể thấy là lần trước là về vấn đề mình vẫn còn trong quân đoàn nha. Mình vẫn còn trong quân đoàn. Thảm là tụi trong quân đoàn nó chửi mình tê tả hê hãm anh em ơi, trời ơi là trời. Bây giờ là mình phải mời tụi nó vô nói chuyện cho rõ ràng anh em ạ. Đây ok, mình sẽ mời đây. Đây chúng ta có cái mình hẹn cái thằng nào mình quên người ta. Ừ. Thằng nào mời vậy? HR Hiếu 2K5. Mình nghĩ là thằng đó các bạn có nãy mình. Đây là đây spam mời mình nè. Nãy mình tính mời trong quân đoàn nó mời mình vô ok nè. Hello con Ruby. Làm chủ quân đoàn kiểu gì đây? Mày làm chủ quân đoàn, mày bảo quân đoàn à? Mày nhắm mày làm được không? Mày phải có trách nhiệm với mày là chủ quân đoàn mà. Một là mày kích những thành viên trong quân đoàn không có lý do. Hai là mày đi bỏ bê. Mày có làm chủ quân đoàn được không? Hay là thôi, đi nhận chức cho bọn tao là mày xuống chức đi. Cũng không thì ai quân đoàn luôn cũng được, bọn tao cũng không cần. What the hell? Ủa lần trước tao nhớ mày hân với tao lắm mà. Hân gì? Chị làm chủ quân đoàn mà chị bỏ bê quân đoàn là sao? Mày liệt kê cho tao xem cây tao bỏ bê lúc nào. Mấy ngày nay chị có online game không? Chị quan tâm đến thành viên trong quân đoàn không? Hay là chị cứ bỏ bê đi chơi? Tao đi. Ok, bây giờ tao công nhận là đầu tháng 1 tao có nửa tháng tao đi, tao bỏ bê quân đoàn. Nhưng mà tao vẫn còn kỳ cựu. Và cái lúc đó là tao đang có bận công việc ở trên Sài Gòn cùng với mọi người, mày hiểu không? Tao bỏ bê lúc nào tao vẫn lớn tin, tao vẫn nói chuyện với mọi người đàng hoàng bình thường mà mày nói vậy. Ồ không, mày ao quân đoàn đi. Mà không ao quân đoàn, tao kêu giang hồ xuống bánh tre chém mày đây. Khét đấy nhờ. Làm chủ quân đoàn mà không quản được thành viên quân đoàn, để thành viên nó đi nói sau lưng là mình phải làm cái gì sai chứ. Sao mày im lặng dữ vậy? Nói gì đi. Mày nghĩ bây giờ tao còn gì để nói? Em cũng không muốn chửi đâu, nhưng mà chị quản quân đoàn không tốt. Bỏ bê nó. Ừ, vậy sao nữa? Không bao giờ đi tuyển thành viên về cho quân đoàn, toàn đi quay mấy cái tờ bình free fire, xong bỏ bê quân đoàn. Chị nói em biết sao ấy. Rồi bây giờ mày muốn đuổi tao khỏi quân đoàn phải không? Đúng. Nhưng mà mày có cái quyền hay là cái chức gì để mày đuổi tao? Mày chả có bây cái gì cao không, à? Sao? Bây giờ có thể tao không có chức, nhưng mà một người này có thể đuổi mày ra quân đoàn bất cứ lúc nào. Ai? Đây này, mày biết cái gì? Tao nói mày rồi, ngay cả anh Việt cũng không đồng ý cho mày trong quân đoàn nữa, mày bỏ bê quân đoàn quá rồi. Được rồi, bây giờ tao sẽ rời quân đoàn theo như ý mày thôi, theo như ý nguyện của tất cả mọi người. Quay, chở một phen, bình tĩnh, đừng ai quân đoàn vội, nóng như vậy. Bình tĩnh chứ. Mày muốn cái gì nữa? Không là bà không nhận ra, thay bên chữ Mr. Việt kia không có gì sai à? Thì là anh Dịch chứ còn ai nữa? Anh Việt là tên có chữ S mà, chị bị làm sao vậy? Bọn em giỡn thôi. Ủa là sao không hiểu? Cái này là bọn em bày ra để cho anh chị mừng chị 500k sub xong sẵn tiện chúc mừng chị năm mới. Ủa trời ơi. Chứ bọn em làm gì muốn đuổi chị đâu, em muốn chết. Từ từ để tao check thử xem coi đây có phải là anh Dịch pha kem. Pha kem mà. Giỡn thôi ca. Hắc rồi, Mr. Dịch này. Từ từ tao không tin được mày. Để tao xem coi. Không tin được chịu đây. Thật đây. Mày hay lừa tao, làm sao mà tao tin được mày? Ơ, đúng thiệt là anh Dịch hay là Mr. Dịch này. Ơ, vậy là pha ke thiệt hả? Ủa là sao? Là sao ba? Sao mày cứ làm tao thấy nghi, lỡ như một trong hai cái này là lỡ ạc chính của anh Dịch thì sao? Không phải, bây giờ chị không tin đây là anh Việt pha ke chứ gì? Ừ. Đợi em tí. Bật mic lên Mr. Việt ơi. Bật mic lên đi, nói chuyện cho Ruby ngay nè. Hello, ta là Mr. Việt đây. Chúc mừng chị Du được 500k sub. Và chúc chị Du một năm mới vui vẻ, sức khỏe. Ủa là sao ba?
Ủa? Cái gì mà chị gà vậy? Thì đây là Mr. Vịt Pha Ke cái gì đây? Chị có thông tin à? Thì bây giờ tôi tin rồi, nhưng mà sao tụi bay làm vậy chi vậy? Này, tụi em muốn làm bất ngờ cho chị thôi. Chị nóng vậy. Đòi A quân đoàn luôn, bực thiệt á chứ. Tao không có bất ngờ gì, tụi bay làm tao buồn mấy ngày nay luôn á. Cái gì nó cũng phải có sâu lắng, sau nó mới vui vẻ là chứ. Rồi bây giờ này sao? Là bọn em, cái này tụi bọn em tạo bất ngờ cho chị thôi, với ai muốn đuổi chị qua ra quân đoàn bao giờ. Ai đuổi đâu. Cảm ơn, giờ tụi bay làm tao, tụi bay chơi trò ác nhân, ác đức quá à. Vậy mà có ai đuổi chị ra quân đoàn bao giờ đâu. Tụi bay làm vậy mà tao cứ tưởng là anh Dịch làm vậy thiệt với tao luôn. Xong mấy bạn fan qua đi qua nói anh Dịch quá trời luôn kìa. Tụi bay đi xin lỗi anh Dịch cho tao ạ. Cái đấy thì giờ lại xin lỗi sao, có cái gì đâu, cũng sao hết. Thì nói chung thì chúc chị năm mới vui vẻ, khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Cũng cảm ơn chị trong thời gian qua chăm sóc quân đoàn người tốt chứ không phải tệ. Ai chê mày chê tao tệ luôn á. Hôm qua mày nhắn tin nãy mày còn nói mày chửi tao tệ luôn mà sao giờ mày hai mặt quá vậy em. Chữ mà chôn mà nói cái gì vậy, chôn thôi. Ok rồi nói tiếp đi, có gì muốn nói gì nói tiếp đi. Chị làm chủ quân đoàn tốt lắm, không bao giờ kiếm được người chủ quân đoàn như chị thứ hai. Chị số 1, không ai số 2. Ok, xin mày định quá đi. Mày định quá. Thì chúc chị năm mới vui vẻ. Làm chủ quân đoàn được lâu hơn, tốt hơn, biết quả thành viên quân đoàn hơn. Và cũng chúc chị sức khỏe dồi dào. Trời ơi, sao? Nhưng mà còn cái. Cái gì nữa? Chị tặng em 20k kim cương đi. Ôi trời ơi. Không. Trời ơi các bạn ơi. Không bây giờ. Tại vì biết ngay, cái trò của mấy đứa trong quân đoàn. Tại vì các bạn biết không, mấy cái đứa trong quân đoàn mình nó rất là nhây các bạn. Nó là nhây chúa luôn, nó hẳn là quân đỡ trong quân đoàn Hero. Các thành viên trong quân đoàn Hero rất là nhây luôn các bạn ơi. Nhưng mà mình đã bị tụi nó lừa rất là nhiều lần. Và lần này mình đã bị lừa lần thứ 5 rồi. Mình không ngờ là nó lại Ken dịch xong mới lại là... lại là mình vãi nồi luôn anh em ạ. Thì ok, chắc mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu video hay nhấp like, share, subscribe, nhớ cái chuông nhỏ này nhận thôi. Nhớ tới kênh của mình nhất bây giờ thì bye bye anh em ơi. Trời ơi, vui vãi nồi nè. Mình cứ từng bị kích thiệt mà. Kích thiệt là buồn thiệt. Buồn lắm luôn các bạn. Buồn lắm luôn á. Nhưng mà thì ra đây cái trò đùa để chúc mừng năm mới của tụi nó, trời ơi.